Chúng ta hãy để ra vài phút để suy niệm lại lời Chúa vừa được ban phát cho chúng ta. Với cái niềm tin, lời Chúa là lời hằng sống, là lời ban sự sống, và lời ban cho cộng đoàn đang hiện diện trong chính cái bối cảnh của thánh lễ này, là lời được ban cho mỗi một người trong chúng ta. Chúng ta hãy suy niệm từ cái đoạn phúc âm mà chúng ta vừa nghe. Chúa Giêsu đứng trước cái chết, đứng trước thập giá, đứng trước những cái khổ cực đang chờ đợi Ngài. Thì lẽ dĩ nhiên Ngài phải cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha. Ngài phải cầu nguyện cho cái đoàn môn đệ rất là yếu ớt mà Ngài còn để lại ở giữa thế gian với trăm nghìn thử thách. Và Ngài còn cầu nguyện cho tất cả những ai sẽ tin vào Ngài nhờ lời rao giảng của các tông đồ của Ngài. Nói một cách khác, trước giờ chết, Chúa Giêsu để tâm trí cho mỗi người trong chúng ta. Và thậm chí chúng ta có thể nói Ngài quên đi cái thân phận, Ngài quên đi những cái đau khổ đã, đang và sắp diễn ra trong cuộc đời của Ngài để chỉ nghĩ đến chúng ta. Cho nên lời cầu nguyện mà chúng ta vừa nghe cũng được gọi là lời nguyện của vị Thượng Tế. Tức là Chúa Giêsu cầu nguyện không phải với tính cách là con mà thôi, mà Ngài cầu nguyện còn với tính cách là linh mục. Ngài cầu nguyện với tính cách là của lễ sắp được hy tế. Cho nên lời cầu nguyện của Ngài nó có một cái giá trị rất là đặc biệt. Và vì vậy mà chúng ta tin vào lời cầu nguyện của Ngài phải được thực hiện. Và có thể nói nó đang thực hiện trong những giây phút là chúng ta đang hiện diện ở đây. Trong lời cầu nguyện này, Chúa Giêsu cho thấy cái niềm tin mãnh liệt của Ngài. Lẽ ra Ngài không thể tin được, vì có thể nói là những gì Chúa Cha đã hứa hẹn sao mà không thấy thực hiện, mà chỉ thấy đau khổ, chỉ thấy phản bội, chỉ thấy nước mắt và chỉ thấy cái chết. Thì thử hỏi rằng Ngài làm sao mà Ngài có thể tin tưởng, Ngài có thể đứng vững được. Nhưng rõ ràng ở nơi đây Ngài đã nói với chúng ta, chẳng những là Ngài tin vào cái thế hệ mà Ngài đang đào tạo, mà Ngài còn tin vào cả tương lai, mà Ngài còn tin vào cả đến khi Ngài trở lại trong thế gian. Nước Chúa được đón nhận, nước Chúa sẽ được lan tỏa. Ngài nói cái niềm tin đó rất rõ ràng. Và Ngài nói cái niềm tin đó là vì Ngài tin chẳng những vào các môn đệ và cả những thế hệ tương lai của các môn đệ. Ngài tin rằng những người đó dù có nhiều cái khuyết điểm, nhiều cái giới hạn, kể cả tội lỗi và sa ngã, Ngài vẫn tin như Ngài đã tin ở 12 vị tông đồ mà Ngài tha thiết cầu nguyện trước khi chuyển chọn. Và mặc dù Ngài thấy tất cả những phản bội và yếu đuối, Ngài vẫn tin và đã sai đi, và Ngài sai đi cho đến tận cùng thế giới. Vậy thì Ngài dựa trên cái nền tảng nào để mà thể hiện cái niềm tin đó? Chắc chắn phải có nhiều cái nền tảng, nhưng ở đây tôi chỉ muốn chia sẻ với anh chị em cái nền tảng đó là sự hiệp nhất. Sự hiệp nhất của Chúa Cha và Chúa Con, sự hiệp nhất của Chúa Con và Chúa Cha trong Chúa Thánh Thần. Chính sự hiệp nhất đó là cái nền tảng, là sự xây dựng, là cái sự lan tỏa của tin mừng và của nước trời. Cho nên khi Ngài cầu nguyện cho các môn đệ được tham dự vào vinh quang của Ngài, thì vinh quang đó chính là
trông thấy được, chia sẻ được hiệp nhất giữa cha con, và chính sự hiệp nhất của cha con sẽ làm cho họ hiệp nhất với nhau. Và khi họ hiệp nhất với nhau thì đó là dấu chỉ Ngài bởi Thiên Chúa Cha mà đến. Cho nên sự hiệp nhất này không phải chỉ là một đặc ân, nhưng nó còn là một cái trách nhiệm. Vì chính dựa trên sự hiệp nhất này mà lời rao giảng của giáo hội mới có đáng tin cậy hay không. Ngài cầu nguyện các môn đệ được hiệp nhất, không phải chữ hiệp nhất theo cách thức của người đời, nhưng là sự hiệp nhất như cha với con với cha, tuy hai mà một. Và chính sự hiệp nhất này nảy sinh và đẻ ra sự hiệp nhất của giáo hội. Và nhìn vào đó mà người ta tin rằng, à, giáo hội này quả thật là bởi Thiên Chúa. Chúng ta đi thêm một bước nữa. Giáo hội đã đón nhận cái sự loan báo của Đức Kitô, đã sống cái loan báo này như thế nào. Cả cái lịch sử của giáo hội không gì khác hơn là luôn luôn để thể hiện cái tin mừng, lời rao giảng của Chúa. Và giáo hội cả 2000 năm, với tất cả những giới hạn của con người, cảm ơn Chúa vẫn luôn luôn trung thành. Và nếu có những lúc cảm thấy xa đi cái ơn gọi, cái con đường của Chúa, thì giáo hội biết cảnh tỉnh. Và Vatican II thứ hai là một sự nhắc nhở, một sự dừng lại, một sự xét mình, để rồi đứng lên canh tân trong cái đời sống của mình. Ở đây tôi xin được phép đọc một đoạn mà tôi coi như nó là cái chủ đề của cái bài chia sẻ của tôi. Đó là tôi chọn một vài câu trong cái văn kiện đầu tay của Đấng Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô, rất là thời gian, Ecclesiam Suam, giáo hội của Chúa. Tôi xin đọc nguyên văn từng đoạn, đọc chậm để cho chính lời rõ ràng này được thấm nhập vào trong chúng ta. Xin nhớ là đây, cái văn kiện này được công bố ngày 6 tháng 8 1964. Phải nói rằng trong cái bối cảnh, trong cái tinh thần của Công đồng Vaticano thứ hai 1962-1965. Vào giờ phút này của lịch sử thế giới, sự đối thoại là thái độ mà Hội Thánh cần có khi tiếp xúc với nhân loại. Tin mừng không quá nuôi ảo tưởng về sự tốt lành của bản tính con người, nhưng cũng không thúc thủ trước sự sa đọa của bản tính con người. Nhận thức có những cái tội lỗi, nhưng không thất vọng. Đời sống Kitô giáo khác biệt với đời sống trở lại, thì cần phải đến gần và lắng nghe thế gian. Đức Tổng Phaolô của chúng ta đã được đào tạo, huấn luyện và lớn lên trong chính cái bầu không khí của Vaticano thứ hai. Cho nên Ngài không được như những anh em khác học cho đến nơi đến chốn. Vì sau khi chịu chức phó tế thì Đức cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền đã gọi Ngài về để chịu chức linh mục ở Đà Lạt. Lý do sâu xa thì tôi không biết, nhưng tôi biết từ miệng Đức cha nói với tôi: thôi, bà cố
của thầy đọc đã già rồi, không thể đi Roma, đã chịu chức. Cho nên tôi gọi thầy về để chịu chức, để cho bà cố và gia đình có thể tận mắt tham dự thánh lễ truyền chức. Có gì khác về sau sẽ tính. Và vì vậy cho nên ngài trở về nước với một cái đầu óc ấp đầy những cái tư tưởng canh tân đổi mới của Vatican, mà không phải chỉ những tư tưởng mà đã thấy những hành động, và những hành động có nhiều khi rất là mới mẻ. Cho nên khi ngài về nước thì anh em chúng tôi cũng có hơi thấy giật mình, vì thấy tư tưởng của anh em nó có nhiều cái khác biệt. Cho nên có người thì cho rằng ngài cấp tiến, có nhiều người thì tôi nghĩ là đùa thôi, cho ngài là đỏ. Nhưng ngày hôm nay với tư cách là một người Anh cùng chia sẻ với nhau 50 năm, tôi xin chia sẻ những cái ý nghĩ, và tôi nghĩ rằng đó là những ý nghĩ cuối cùng của tôi về Đức Tổng Phaolô. Tại vì khi nói đến Đức Tổng, một trong những điều nhấn mạnh đó là cái tính cách giáo sư. Cái đêm hôm trước khi tôi về Sài Gòn để dự lễ này, thì có một cha cũng thuộc về Bậc Vị Vọng đã gọi điện thoại cho tôi khi biết rằng tôi sẽ vào dự lễ an táng. Ngài nói: Đức Tổng Phaolô là thầy của con, và là vị thầy mà con quý mến và nhớ ơn nhất trong cuộc đời của con. Ngài là giáo sư ở Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội từ những năm 1964 cho đến hết 66, mà Đại chủng viện Hà Nội quy tụ 8 giáo phẩm. Vì thế cho nên có thể nói những tư tưởng, những cái gương sống của ngài nó cũng thấm nhập vào nhiều anh em, hoặc là linh mục, hoặc là giáo dân tích cực ở giữa đời. Và như ban nãy trong tiểu sử đã nói, ngài cũng đã làm giám đốc Đại chủng viện Đà Lạt từ năm 1975 cho đến năm 1996. Và ngài chuyên dạy về siêu hình học, Kitô học, Chúa Ba Ngôi, cầu nguyện, và nhiều nơi khác ngài dạy về Chúa Thánh Thần. Và nếu nói Bùi Văn Độc với tính cách giáo sư thì ai cũng bày tỏ sự khâm phục và lòng biết ơn. Tôi không muốn nói về Bùi Văn Độc với tính cách giáo sư, nhưng tôi có thể để lại cho anh em và các chị nữ tu ở đây có thể chia sẻ cho nhau. Tôi cũng có thể nói về Đức Tổng Phaolô với tính cách là nhà đào tạo, cũng không thể nói nhiều. Tôi chỉ có thể nói với anh chị em, nếu sau 75 mà Đại chủng viện Minh Hòa Đà Lạt không có một Bùi Văn Độc thì chừng 3-4 năm sẽ đóng cửa. Vì ngài đã cầm cự với một cái đại chủng viện rất là mới mẻ trong suốt mấy năm trời. Vì ngài là một con người đào tạo, và ngài đã để lại một cái ảnh hưởng rất lớn. Sáng nay khi mặc áo lễ thì có một cha tới bắt tay tôi, thì tôi chỉ vào mặt của ngài và tôi nói: cha nhớ là Đức Tổng đã đào tạo cha, và đã đào tạo cha trong cái khung cảnh
Cha chịu chức 1977, và suốt 10 năm cha không ra khỏi chủng viện, cha không được đi làm việc cùng với 5 cha khác nữa. Thì với 6 ông cha ở trong chủng viện suốt 10 năm làm cái gì? Là để sống và hợp tác với cha bề trên. Nhờ Ngài là con người đào tạo, đã biến 6 cha trở nên 6 giáo sư. Và bây giờ nhiều linh mục cũng đã gọi các cha là cha giáo của mình với lòng biết ơn. Tôi cũng không muốn nói nhiều về cái tính cách nhà đào tạo. Các đức cha đã sống những ngày cuối cùng với Ngài thì cũng đủ để thấy Ngài là con người cầu nguyện. Vì Ngài cũng đã dạy về cái môn cầu nguyện ở Đại Chủng Viện Hà Nội. Và các cha cũng nhớ những cái bài cầu nguyện của Ngài. Và chúng ta thấy, chúng ta đây là các đức cha, thấy Ngài đã cầu nguyện ở bên mộ của đức đáng kính Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận như thế nào. Và thấy rằng Ngài đã ở lại trong cái nhà nguyện Đức Mẹ cầu thang, thầm lặng cúi đầu để cầu nguyện như thế nào. Và thấy Ngài đã cứ nhắc đi nhắc lại trước khi cử hành thánh lễ ở nhà thờ Thánh Phaolô ngoại thành: áo lễ của tôi đâu, áo lễ của tôi đâu. Nhắc lại cái câu chuyện mãi bây giờ anh em mới biết nhiều, là khi chúng tôi còn đang mãi mê chiêm ngưỡng vui vẻ chụp hình ở nhà thờ Thánh Tô-ma Tông Đồ, là nhà thờ hiệu tòa mà tòa thánh đã trao cho tôi, thì Ngài vào tòa giải tội để xưng tội. Và trên con đường sau khi đã gặp Đức Giáo Hoàng thì xem ra Ngài có đi lạc đường. Mặc dù vậy, Ngài nói với cha đi theo Ngài: hãy mở cái gói quà của Đức Giáo Hoàng. Và Ngài lấy cổ tràng hạt và Ngài bảo rằng: tôi sẽ dùng cổ tràng hạt này suốt đời. Và như anh em ở đây cho tôi biết, cổ tràng hạt đó hiện tại đang nằm trong tay Ngài ở trong quan tài. Nhưng mà tôi cũng không nói về Ngài là người cầu nguyện. Nhưng đây là đời tôi không nói nhiều, anh chị em yên tâm. Nhưng tôi chỉ nhắc để anh chị em cầu nguyện. Không phải là những cái việc lẽ đơn độc như vậy, nhưng mà nơi con người của Ngài nó có một sự xuyên suốt. Ít nhất đối với tôi là từ khi chịu chức linh mục 1970 cho đến khi Ngài được Chúa gọi về, cái sự xuyên suốt đã ảnh hưởng tới tư tưởng, tới cái cuộc sống, tới cái cách ăn nói của Ngài. Và ngay cả cái logo mà Ngài chọn, Chúa là niềm vui của tôi, đó là đối thoại cứu độ. Khi Ngài trở về nước, Ngài hay dùng cái chữ đó để nói với chúng tôi, mà nói với chúng tôi trong cái bối cảnh 1970-1975 thì chúng tôi khó chấp nhận. Nhưng Ngài vẫn khẳng định, và Ngài đã sống cái đối thoại cứu độ đó cho đến giây phút chót. Người ta sẽ gọi rằng cái ông này đỏ, người ta sẽ gọi rằng ông này cấp tiến, người ta sẽ gọi rằng ông này thơ ngay, đủ hết các cái tính từ. Nhưng tôi thì tôi nói với tất cả cái lương tâm, đó là một con người sống cái lý tưởng của mình, sống cái sự xác tín của mình. Vì nếu không có đối thoại và là đối thoại cứu độ thì không có Thiên Chúa, không có ơn cứu độ. Vì xét cho cùng, đối thoại chính là cái nếp sống của giữa Chúa Cha và Chúa Con trong Chúa Thánh Thần.
Đối thoại chính là cái mầu nhiệm nhập thể làm người, đến với con người, chấp nhận thân phận con người. Cho nên khi Đức Tổng Phaolô đem cái ý tưởng mà Ngài đón nhận từ cộng đồng, đem cái ý tưởng mà Ngài đã trích ra từ trong cái thông điệp Ecclesiam Suam, thì Ngài đã cảm nghiệm được rằng đó là chân lý. Và với những cái đoạn tôi trích dẫn thì anh chị em cũng xác tín rằng dù chúng ta nói cái gì, thật sự ra lúc bây giờ trong cái văn kiện không có dùng cái chữ dialogus vì chưa có, mà dùng cái chữ colloquium. Anh chị em học tiếng Latin thì biết loqui là nói, con là cùng, là nói với nhau, tức là có nói, có nghe, có lắng nghe, có nói, có trao đổi, có làm cho nó sáng tỏ, có đi đến cái đồng tình, có cái thái độ đó, không có cái thái độ loại trừ, không có cái thái độ kết án, thì mới có thể đem cái tin mừng, mới có thể chia sẻ cái tin mừng, mới có thể nói về cái vẻ đẹp, nó có về giáo hội, và giáo hội phải sống cái đối thoại đó, thì người ta mới có thể có cái lý do để tin vào giáo hội. Nếu Đức Tổng Phaolô đây, Ngài muốn nói với chúng ta ở đây một lời, vì khi Ngài nằm xuống, Ngài chưa nói được cái lời đó, thì xin phép Đức Tổng Phaolô, với tính cách là một cái người Anh, tôi tưởng rằng cái lời cha nói sẽ là lời này, trích từ trong thư của Thánh Phaolô thứ hai gửi Timôtê chương 4 câu 7. Tôi đã chiến đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin